Còn ví dụ như thống kê cửa đi cửa sổ giống như vậy thôi, vào view này nó schedule, quan trật. Ví dụ như mình chọn ở đây là thống kê cửa đi đi hay cửa cửa sổ đi, ok. Nhưng mà cửa sổ mình sẽ lấy là gì, code là gì, là giá, cao là số lượng, description là mô tả, hai là chiều cao, level là tầng, đúng không? Chọn ở đây chiều hai là gì, chiều cao so với sàn, đúng không? Width là chiều rộng, try mark là ký hiệu đây. Tôi sẽ sắp xếp thứ tự là try mark này, level này, chiều cao rộng này, đến chiều cao này, rồi đến gì, mô tả này, số lượng và đơn giá, đúng không? Ok, mọi người sẽ thấy đây đúng không? Tôi ghi đây là thống kê cửa sổ. Ok, mọi chỗ này mọi người có thể ghi đây là tầng này, đây là gì, ký hiệu, đây là gì, chiều rộng, đây là chiều cao, đây là gì, mô tả, số lượng, đơn giá. Thì vấn đề là ví dụ như cái này chẳng hạn, có những điều ví dụ như đây các bạn sẽ thấy đây, ví dụ như cái cửa này tôi chọn đây là S1, S2, nhiều lúc tôi cũng nha, S3 nha, còn cái nào S4 nha. Ok, tạm thời thế thì bây giờ tôi sẽ về mặt bằng định vị cửa chẳng hạn, ví dụ như tôi vào tầng 2 này, đây cửa đây, các bạn này dùng là tag on annotation này, tag on, các bạn tag cho tôi là gì, window tag empty, ok. Thì các bạn sẽ thấy S1, S2, S3 tự động nhập rồi nhé, cái bảng thống kê ấy. Có để với tôi nhỉ, có nó link lại với nhau ấy, tất cả đều link lại với nhau, tag on này, tích vào window, cửa cũng vậy, tất cả loại cửa đấy. Nhưng còn các bạn không muốn, các bạn thiết kế thì các bạn chỉ cần mark chốt thôi, mà cái này là như này thì bảng thống kê nó tự nhảy thôi, hiểu không? Và các bạn hiểu là sau này bảng thống kê nó có sẵn hết, là cứ vẽ xong là nó có, hiểu không? Đừng bao giờ nghĩ việc đếm cửa. Mà các bạn phải hiểu là ngày xưa tôi làm ấy, thì tôi cũng bị một cái tình trạng là cho ngồi đếm cửa mà đếm ra ra ngoài hút điếu thuốc phát vào lại quên lấy bút màu luôn nhá, ngồi công trình nó to quá, đếm loại này loại kia, loại này chống cháy, loại này không, này phân loại ra, đến lúc lúc loạn lên sinh ngộng lên. Bây giờ nó đếm thì đếm block, đếm block két đi, vẫn là nhập cho bảng Excel, đúng không? Đấy, thì bây giờ là tất cả các bạn thống kê cửa sổ đây, mọi người thấy không? Mà bây giờ tôi lọc, theo cái gì? Ví dụ như các bạn chọn này, bạn lọc theo level, tích vào grand total này là tổng số này, xem bao nhiêu tổng số cái cửa này, bỏ cái item variance đi, ok. Thì mọi người sẽ thấy là variable nó là tầng 1, tầng 2, tầng 3. Thì chọn đây, nhưng bạn chọn theo level, nhưng bạn chọn theo try mark chẳng hạn. Ok, try mark là S1, S2, S3, cái này có chưa S4 này, S5 này. Các bạn thấy không? Tầng 2 nó sẽ có một cái là 36. 36. 36. Ok. 36. Đây, các bạn thấy cửa này cửa 36 không? Đúng không? Thì đây sẽ là S5 này. Nếu mình sửa đây là S5 thì làm sao? Thì ở trong thống kê là nó cũng nhảy theo thôi. Đấy, S5 này. S5 này, mọi người thấy không? Ký hiệu này. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Tôi chọn này, tôi tích vào header này, nó sẽ có tầng 1, tầng 2, tầng 3, chọn này hai column này thì nó sẽ có tầng 1, tầng 2, tầng 3, S1, S2, S3, S1, S2, S3, S5, S2, S3, S4, chia ra từng tầng này. Mọi người có thể chọn cả hai cái này xuống này, mọi người có thể group lại với nhau, chọn đây là gì, kích thước này như Excel này, được nha, hiểu ý tôi nhỉ? Mọi người muốn có thêm một bảng diện tích thì mọi người vào filter này, mọi người add fx vào đây, đây là diện tích,
Diện tích thì bằng cái gì? Rộng nhân với cả gì? Cao. Ok. Units. Chọn. Nó sẽ phải là area chứ. Diện tích mà. Đây, diện tích này. Vào đây, mình để chuyển cái diện tích này. Sau mô tả này. Này. Unit đi, UN. Manager project unit chọn diện tích này, làm tròn mấy số không? Hai số, đơn vị mét vuông, ok, ok này. Diện tích đúng không? Mô tả thì các bạn mô tả ở đây thì ở trong family nó cũng mô tả. Ví dụ đây là cửa gì? Nhôm kính chẳng hạn. Đúng không? Các bạn mô tả ở đây thì tất cả những cái F1 nó đều là cửa nhôm kính ấy. Và các bạn khi các bạn vào trong cái phần bản vẽ này các bạn sẽ thấy đây. Kích vào đây, chọn này, edit file thì các bạn sẽ thấy family của nó sẽ là gì? Là description cửa nhôm kính này. Còn nếu family của các bạn mà đã có thông số này được load vào ấy, thì nó automatic được thống kê rồi. Nên là cái bộ family các bạn chuẩn đấy, là chỉ cần nhấc vào là xong. Đây nó còn có cả độ gì? Đây tính toán hết rồi này. Này này. Nó còn cả chống cháy rồi các thứ. Fire rating bao nhiêu? Bậc chịu lửa. Hả?